Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng, Đảng ủy văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên đương chức là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu dự và trao huy hiệu cho đảng viên. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố được trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh, huy hiệu mà đồng chí vinh dự đón nhận hôm nay chính là phần thưởng cao quý của đảng, nhằm ghi nhận quá trình công tác, phấn đấu và những công lao đóng góp của đồng chí cho quá trình xây dựng phát triển của đảng bộ thành phố, đảng bộ khối, cơ quan dân chính đảng và đảng bộ văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Thành Đông đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo quản lý và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của đảng và sự phát triển của thành phố Cần Thơ. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận đối với những cống hiến của ông Nguyễn Thành Đông, đồng thời gửi lời chúc mừng và mong rằng trong thời gian tới, bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, ông Nguyễn Thành Đông sẽ tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, ý chí, đạo đức của người cán bộ, đảng viên, đóng góp tài trí, kinh nghiệm của mình giúp Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.